Hello, chào cả nhà. Vậy chúng ta quay trở lại với cả nhà trong series chăm sóc sức khỏe chủ động. Và đây là cái video thứ 89. Đây là cái video Mita rất là thích vì Mita biết các bạn của Mita đang gặp phải hoặc là sẽ gặp phải trong một ngày nào đó nếu các bạn đã sử dụng sai cách khi uống nước ép rau một thời gian dài và cũng như là sử dụng sữa hạt. Cho nên video này là video Mita nghĩ là cần thiết và chia sẻ cho các bạn vào ngay thời điểm này. Và chính thời điểm này là thời điểm mà có thể ok cho các bạn có vấn đề chỉnh đốn trong cái lối sống hiện tại để các bạn không gặp phải những nguy cơ trong tương lai. Video này Mita sẽ chia sẻ về vấn đề là sỏi thận sẽ bị hình thành như thế nào trong một thời gian dài nếu bạn sử dụng nước ép rau và sữa hạt, và cách để các bạn không có để cái trường hợp đó xảy ra ra sao ha. Thứ nhất là Mita sẽ chia sẻ với các bạn vì sao mà sỏi thận được hình thành. Cụ thể trong trường hợp bạn uống nước ép rau hoặc ăn hạt hoặc sữa hạt trong một thời gian dài là sỏi ở đây hình thành nhiều nhất, đó chính là sỏi canxi oxalate. Đó là sỏi canxi oxalate. Nó nằm trong hai cái vấn đề chính là cái vấn đề là oxalate bị thừa và vấn đề là canxi bị thiếu. Đó, oxalate bị thừa và canxi bị thiếu. Mà biết không, làm oxalate là cơ thể mình cần chứ không phải không đâu. Khi mình dung nạp oxalate vào bên trong cơ thể thì khoảng tới 90-95% oxalate được vi sinh vật sử dụng thực hiện cái chức năng của nó, và nó trao lại cho cơ thể chúng ta những sản phẩm rất là tốt bên trong đường ruột. Đó, vi sinh vật bên trong đường ruột của các bạn. Các bạn thấy vi sinh vật ở đây tuyệt vời không nào? Đó, vi sinh vật nó sử dụng oxalate, nó chuyển hóa thành những chất khác. Đó là khoảng tới 90-95% lần. Lưu ý thì còn 5-10% oxalate còn lại nó sẽ thẩm thấu qua đường ruột và nó đi xuống ruột già, rồi nó đi ra đại tràng và nó thải ra ngoài. Tuy nhiên khi cái lượng thừa oxalate thì nó sẽ đi xuyên qua thận, đường tiết niệu và bàng quang. Thì ngay cái vị trí mà oxalate nó nằm trong thận đó, nằm trong thận, đường tiết niệu, bàng quang, nơi có môi trường nước tiểu đó nhiều thừa và nó cô đặc lại, nó gặp canxi ở bên trong đó và nó hình thành ra những phân tử nhỏ, và những phân tử nhỏ được gọi là tinh thể, nhiều phân tinh thể kết tinh lại hình thành sỏi thận đó ha. Như vậy thì bạn hiểu rồi đúng không nào? Bạn hiểu rồi, oxalate như thế rồi đúng không ha? Rất quan trọng. Như vậy oxalate nó có từ đâu như vậy? Nó có từ trong tất cả các rau màu xanh, những cái rau quý giá với sức khỏe của các bạn như là kale nè, như là bông cải xanh này, như là spinach là gì nhỉ? Như là rau chân vịt đó, là hay là những cái loại rau bồ công anh rất tốt cho sức khỏe của các bạn luôn mà lại chứa một lượng oxalate chết rồi. Bây giờ phải làm sao đây đúng không nào? Rồi, oxalate nó có rất là nhiều trong các loại hạt luôn các bạn. Các loại hạt các bạn ăn hàng ngày, hạnh nhân nè, ôi trời ơi, bổ ốc nè, ôi trời ơi, hạt điều nè, ôi trời ơi, như vậy như thế nhưng mà lại chứa một lượng cao oxalate chết rồi. Bây giờ phải làm sao? Đấy, chúng ta cần phải có cách khắc chế nó. Nghĩa là chúng ta cần phải biết được là ngay cái lúc mà 90% vi sinh vật nó sử dụng oxalate đó thì mình phải làm thế nào để cho vi sinh vật nó sử dụng tốt nhất, một lượng tối đa nhất đúng không nào? Thứ hai, chúng ta lại đã biết được nữa là một lượng oxalate còn lại nó không hẳn là đi qua thận. Qua thận một lượng rất là nhỏ mà. Rồi còn lại nó đi đâu? Nó thải xuống ruột già, gây ra đại trà, rồi nó lại thải ra ngoài qua đường đi đại tiện ra ngoài đấy. Thế thì làm sao mình phải làm để cho nó thải ra chứ? Bằng cách nào? Bằng cách, một trong những cách quan trọng nhất và lớn lao nhất là các bạn phải sử dụng bằng cách đó chính là hãy nạp đủ canxi vào cho mình trong khi mà bạn sử dụng những thực phẩm đó kèm với lượng canxi cùng lúc, thì đó là một cách rất là tốt. Nghĩa là khi bạn nạp đủ canxi vào thì cái canxi với cái thực phẩm mà bạn ăn vào, cái chiếc oxalate nằm trong cái hệ tiêu hóa đó, thì ion canxi một phần hấp thụ vào bên trong cơ thể, một phần khác nó sẽ kết hợp với cái phân tử oxalate, nó trở thành muối canxi oxalate và từ đó nó sẽ thải ra ngoài qua đường đại tiện. Đó, đại tiện chứ không phải là tiểu tiện. Thế là ok, thế là an toàn. Bạn lưu ý thì canxi nó không đứng một mình đâu nhá. Hãy bổ sung canxi thì kết hợp và bổ sung vitamin D ha. Và mình nhắc lại cái nhu cầu canxi hàng ngày của bạn cần ở người lớn là 1000 mg.
1000 mg, và cái nhu cầu canxi, cái nhu cầu vitamin D hàng ngày bạn cần là từ 800 cho đến 1000 đơn vị. Hãy bổ sung canxi và vitamin D ha, bằng cách nào đó thì sẽ nghiên cứu tiếp đó. Rồi một cách nữa thì mình không cho oxalate nó kết hợp với các phân tử muối, phân tử ion khác để tạo thành muối, thì mình hòa tan nó đi. Mình hòa tan nó đi bằng cách thì hãy bổ sung citric vào bên trong nước ép của các bạn. Citric nó có ở đâu? Có ở trong chanh đúng không nào? Cam đúng không nào? Quýt, bưởi đúng không nào? Ưu tiên nhất hãy chọn chanh. Cho nên tất cả các món nước ép của Meta làm, các bạn thấy đó, Meta luôn luôn cho một miếng chanh. Các bạn luôn bảo cho nhiều như thế, có vấn đề A, B, C, X, Y, Z các kiểu, thì cho đi một thời gian để rồi biết bạn mới khỏe. Nghĩa là khi mà bạn cảm thấy có vấn đề, có nghĩa là cơ thể của bạn có vấn đề thật sự. Nó không hẳn nằm ở vấn đề tâm lý mà nằm ở vấn đề sinh lý đó. Cho nên phải điều chỉnh dần dần, phải điều chỉnh dần dần. Thế nào, cái video ngắn này kết thúc ở đây. Mình hy vọng các bạn là có một cái nhìn đầy đủ lại trong cái hành trình các bạn đang theo đuổi, và các bạn có một cái sức khỏe tốt và hiểu rõ bản thân của các bạn hơn. Hay nói cách khác là hãy cho chanh vào nước ép rau đi. Đó là cái video này muốn nói thế thôi. Vậy đây ha, chúc các bạn bình an và chúc các bạn khỏe mạnh. Bye bye.